Con của con năm nay vừa mới hoàn thành xong chương trình học và tốt nghiệp hệ cao học. Con của con có bày tỏ với con ý nguyện xuất gia, đi tu trở thành tu sĩ. Con và gia đình con không ủng hộ vì con của con là con trai độc tôn duy nhất của gia đình để nói dõi tông đường. Nhưng con của con đã quyết chí một lòng nguyện xuất gia cầu đạo bằng việc nguyện giữ trò mười sa di. Con thấy con của con một lòng cầu đạo xuất gia trở thành tu sĩ quá con cũng vừa xót con nhưng cũng vừa tôn trọng ý kiến của con. Không biết là tuổi đời của con con còn trẻ mới 28 tuổi như vậy có nên cho con con xuất gia sớm không thưa sư? À, sư xuất gia hồi nào? 22 tuổi. À. Dạ, anh tôi rồi. thưa với quý vị đó cái tuổi này nó cũng không có còn trẻ nữa đâu tại vì mình khi mà còn trẻ mình xuất gia đó mình còn có cái cái đầu của mình nó còn rảnh để mà nó học nha và nó còn nhạy để mà nó học. Còn khi mà mình lớn tuổi rồi đó quý vị có một cái suy nghĩ suy nghĩ là một suy nghĩ rất là nhầm lẫn đó là chờ tới già mới xuất gia. Mà sư sinh thưa nha, chùa không phải là cái nơi để dưỡng lão. Mà khi mà một người già xuất gia có rất là nhiều cái tệ một là họ không có khả năng kham nhẫn đối với điều học quý vị nghĩ đi ở trong cái trong tăng đoàn á, một vị vừa nhỏ hạ phải đảnh lễ vị lớn hạ và phải nghe lời giáo huấn từ vị lớn hạ nhưng mà nếu như vị này già rồi mới đi xuất gia đó còn cái vị trẻ đó thì nó có vấn đề bây giờ nói ông đáng tuổi con tuổi cháu tôi bây giờ ông ngồi trong dạy tôi bắt tôi quỳ đảnh lễ ông cái đó là cái kẹt nha rồi cái vị mà lớn tuổi xuất gia đó thì không thể nào mà có được cái cái trí như là khi còn trẻ tức là muốn học kinh muốn học luật nó cũng khó rất là khó nha yeah. rồi cái người mà lớn tuổi xuất gia đó cái cơ thể họ đã xuống cấp thì làm sao họ có thể kham nhẫn được sự khổ ở trong tăng ở trong cái đời sống tu hành và làm sao họ có thể hành thiền ngồi là đau lưng đau chân rồi những khi nóng khi lạnh trái gió chở trời thì phải làm sao nhớ giùm nha là một vị tỳ kheo là một đời sống rất là nguy hiểm rất là hiểm nạn cái này là ngài sau lại phất nói đấy rất là hiểm nạn vì sao bởi vì nếu như mà khi vị đó về già đó mà vị đó không có pháp học không có pháp hành cũng không có đệ tử là một vị sư hết sức là bình thường bệnh không ai nuôi nha rồi rất là nhiều vấn đề rất là nhiều vấn đề thành ra đó xuất gia khi còn trẻ là một lợi thế nhé 28 tuổi rồi xuất gia là già tại vì chúng tôi muốn chúng tôi ước gì cái đời này nè hoặc là nếu mà đời sau chúng tôi còn làm ngừ mà gặp được giáo pháp á xin cho mà cha mẹ sanh ra quốc cho chứ cổng chùa đó rồi chùa vô lụm nuôi nữa vậy tu luôn cái, cái lớn lên tu cho rồi 28 tuổi mà trẻ vậy, dạ rồi cái sự phận sự pháp học phận sự pháp hành phải tính bằng chục năm bây giờ với sư, sư, này mà 28 tuổi rồi học 10 năm đi thôi 10 năm đó 10 năm phận sự pháp học pháp hành cùng một lúc song song đi vị này thông minh đi 10 năm là 38 tuổi già rồi. lúc đó không hoàn pháp được luôn lúc đó chưa chắc gì ở không nên hoàn pháp đau lưng à nhắc tới đây nó nhớ cái câu nói cái câu của Minh Hán Mạc Đại Lão Lai Phương Quy Phật Đa phần cô thị thiếu niên nhân Đừng tôn giả với tính tài Phật Bao nắm màu mù hoang kẻ thiếu niên Nhắc tới đây nên nhớ tới câu chuyện nữa là cái, cái anh đó anh đi vô chùa Anh nghe Phật thuyết Pháp xong rồi Anh phát nguyện Bạch Thế Tôn Cho con về con xây cái Con lợp cái mấy nhà lại cho mẹ con xong Ngày mai con vào chùa con xin xuất gia Đức Phật mỉm cười thì biết Đức Phật biết Đâu có nơi duyên xuất gia nó Ngày mai chết Ngày mai Đức Phật đi bát ngang chỗ đó Cái đám mà cái, đó, cái, lễ, cái, cái cái lễ ta cái là cái lễ quá thiêu quá tán cái anh chàng đó bởi vì leo lên uh, lỡ cái mái nhà té chết mình đừng có tưởng xuất gia là một cái gì nó dễ nọ mà cái nhân duyên không có ông xuất gia được vô tình phạt nè không có nhân viên xuất gia nè rồi hấp uh, giá là không có nhân viên xuất gia Để đi tìm y bác con bò cái nó cũng chết cho nên xuất gia là cả một quá trình và nó đủ nhân viên không nhân viên quý vị vô xuất gia không được không có nhân viên cho nên 28 tuổi đi tu cảm ơn đi cho nên uh, ngày rất tám ba lá ở cái xứ thu lá có thi tá đó, khi mà ngài nghe đức phật thuyết pháp xong ngài phát nguyện xuất gia thì lúc này uh, gia đình không cho chợ con mà bán giấy số mà cho không hiểu không hiểu phật pháp cho xuất gia còn không cho đây muốn chỉ con của một đại phú cho nên đâu có cho phải bắt ở lợi gia đình để thừa kế cái dòng họ cái tài sản thì ngài mới tiệt thực ngài vĩnh năng ngài đòi đi xuất gia cái này là quá may mắn cho anh chàng này khi mà đâu đây nói rõ ràng là gia đình cũng ủng hộ không Nó. không, không bà mẹ đang đang không muốn cho <laughs> nhưng mà gia đình là được con bà mẹ thì nửa chừng một phần hai đi còn gia đình thì ủng hộ nè Nó. đó đó gia, đình không ủng hộ à gia đình không ủng hộ hả không ủng hộ mốt nó tiệt thực giống ngày tháp ba lá anh chịu nghe mày là sao rồi <laughs> tiệt thực quý vị coi chừng nha quý vị coi chừng tới cái hồi mà nó muốn nó muốn đi tu quá rồi đó mà coi chừng mất con nha lỡ nó trốn đi mình không rồi nó sợ mà gia đình biết là gia đình lâu nó về nó nó trốn tiệt luôn á rồi muốn nó không muốn tu mà có đang nỉ nó cũng về cứ vậy à, rồi đừng có lo cái chuyện này thứ nhất như chính tâm nói cái chuyện xuất gia được không phải dễ đâu. mặc dù có nhiều người họ muốn lắm nhưng mà rất là nhiều người muốn xuất gia nhưng mà đến cái hồi mà vào được làm cư sĩ làm làm với người tập tu á tịnh nhân cư sĩ á mà trụ được á số đó rất là ít. 10 người xin thưa là còn được một hai người là đã mừng rồi. Mà trong một hai người đó mà lên được Sa Di á cũng hiếm lắm nha. Một chục ông chưa chắc được một hai ông lên được Sa Di. Mà lên ừ mà lên tới Sa Di á, lên tới Sa Di mà ráng mà ở được lên Tỳ Kheo á không biết 10 người được người chưa. Để lên được Tỳ Kheo á trong năm năm đầu tiên của một vị Tỳ Kheo không biết trụ nổi hay không nha. Rồi sau đó, xin thưa nhé, rất là nhiều vị uh, xuất gia lên tiền kheo, nhưng mà tới hồi mà ở hoài được trong đời sống xuất gia hay không lại là một chuyện khác. Thành thử, uh, nếu như mà nó có cái duyên xuất gia thì cứ để cho nó đi tu đi. Tới hồi nó hết duyên tự nó về thôi. Tới lúc đó mình không cần kêu nó thì nó vẫn về. nha uh, Còn khi mà nó đã có cái duyên đi tu á, mà cái nó, lớn mà nó vững á thì nó càng tốt cho nên là không cần phải lo cái gì của mình thì nó vẫn cứ là của mình còn cái gì không phải là của mình thì mình có giữ mấy đi nữa cũng vậy thôi hơn nữa nhắc quý vị nhớ một chuyện cái việc mà cản một người đi xuất gia nó là cái nghiệp bất thiện nha sư không dám sư không dám lôi địa ngục ra để mà hù quý vị đâu nhưng mà coi chừng á cái này là sự thật nha cái đó là cái nghiệp bất thiện tại vì mình đang cản con đường giải thoát của một người khác coi chừng à, nó nó nguyện nó chứ một trong số những cái nguyện nó có thể nó nguyện như thế này mong cho đời sau con đừng làm con của gia đình này nữa để làm con trong gia đình này họ cản mình đi xuất gia mong đời sau đừng làm con trong gia đình này nữa à, Đức Thế Tôn à, ngài từng có 500 có một cặp vợ chồng 500 kiếp làm cha làm mẹ của Bồ Tát 500 kiếp làm chú, làm cô của Bồ Tát, 500 kiếp làm ông, làm bà của Bồ Tát. Nhưng mà sau đó Bồ Tát bỏ không ở trong gia đình đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình đó không hoan hỷ lắm khi Bồ Tát làm thiện pháp. Nó nói sao cho có người uh, trong chùa mình, Phật giáo mình có một vị tân bị cô <laughs> Thì uh, mình, uh, mình đã quên, mình đã quên, quên tiêu rồi. À, bên miếng điện á, khi mà trong miếng điện mà gia đình ta dân miếng điện á, có người xuất gia đó mừng liền Hồi đại tiệc ăn mừng giống như là một cái gì rất là vinh hạnh cho 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 gia đình đó chứ không phải giống như mình đây con gái xuất gia trừ khi đứa nào quậy quạng quá nó tống vô chùa thôi chứ còn ngon lành đó là không chứ không cho đi hoặc là con một này nọ nhưng mà không có đâu con một con hai gì Mình miếng mà có muốn đi tu á gia đình ta mừng liền thậm chí suối không muốn suối cho tu rồi á thì biết vua Asuka đó là việc biết dục á khi mà muốn được làm quyến thuộc của chữ tăng đó con cúng dường dữ dằn vậy con hộ độ chư tăng dữ dằn vậy con có được làm quyến thuộc của chư tăng không muốn làm quyến thuộc chư tăng chỉ có một cách duy nhất thôi con đi tu cho nên cố gắng cô làm quyến thuộc của chư tăng đi nói sao có ông Sơn nữa có thì mừng mình... Ờ, thì như sư nói đó cái cái người mà à, phá coi như là phá nhà phá cửa phá làng phá xóm thì người ta đẩy vô chùa còn cái thứ mà nó muốn đi tu á thì nhà một nhà hai ngăn nhà cản nhà ừ.